Xin chào quý vị các bạn, rất vui để chào đón quý vị các bạn đã đến kênh YouTube của Goro. Trước khi đi vào video, quý vị các bạn hãy cho kênh một like, share cũng như một đăng ký. Trong quá trình xem video, nếu có xuất hiện quảng cáo, mong quý vị các bạn hãy xem hoặc bấm vào quảng cáo để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục đưa quý vị các bạn trở lại với dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nhật Tân. Để xem đến hôm nay ngày 7 tháng 11 năm 2022 thì tình hình thực hiện tiến độ như thế nào. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Theo như thông tin từ phía chủ đầu tư, trong ngày 5 tháng 11 năm 2022, chủ đầu tư sẽ cho tiến hành thi công trở lại dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nhật Tân. Sau khi thi công trở lại thì chủ đầu tư sẽ cùng với các nhà thầu thực hiện việc di chuyển tủ điện phía đường gom dân sinh 5m, hoàn chỉnh các đốt tường chắn bê tông thép còn lại, hiện tại thì còn 4 đốt tường bê tông cốt thép, và sẽ thảm lại toàn bộ đường 5m dân sinh trong thời gian tới. Theo dự kiến, trong tháng 12 thì sẽ tiến hành thi công cải tạo mặt đường Âu Cơ, hoàn chỉnh từng phần mặt đường, di chuyển tuyến đường ống cấp nước D600, tường chắn đoạn 4. Đối với đoạn 3, hiện nay theo như chủ đầu tư cho biết đã được Tổng cục Phòng chống thiên tai chấp thuận để cấp phép thi công vào ngày 27 tháng 10 năm 2022. Và sau đó thì chủ đầu tư đã có văn bản gửi sang Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội để Sở báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố cấp phép thi công. Dự kiến ngày 10 tháng 11 năm 2022 sẽ có giấy phép thi công và sẽ triển khai thi công đồng bộ từ ngày 15 tháng 11. Dự kiến thì đến tháng 6 năm 2023 sẽ hoàn thành toàn bộ phần tường chắn bê tông cốt thép và sẽ thi công hoàn chỉnh toàn dự án vào đầu năm 2024. Hiện trạng thôn quay thì như các bạn đang nhìn thấy, hiện tại cũng không có gì thay đổi so với thời điểm trước đó. Phía bên trong của thôn quay thì cũng chưa có dấu hiệu về việc thi công trở lại. Bây giờ thì tôi sẽ đưa quý vị các bạn xuống phía đường dân sinh để xem công việc di rời tủ điện cũng như là về việc sẽ hoàn trả lại mặt đường trong thời gian tới như thế nào. Đây là đường dân sinh 5m ở phía bên trong của tường bao đê chắn. Thế như các bạn đang nhìn thấy, hiện tại nhà thầu đang tích cực thi công phần tủ điện. Về cơ bản như quan sát, các tủ điện cần di rời đã được đưa vào phần giáp với tường bao. Như các bạn đã nhìn thấy, tủ điện đã được di rời phần giáp với tường bao đê chắn. Hiện nay thì nhà thầu đang tiến hành đi các đường ống, dây dẫn để sau này sẽ tiến hành luồn dây dẫn. Phần đường dân sinh hiện nay đã xuống cấp trầm trọng như các bạn đang nhìn thấy. Về việc thi công trải thảm, hoàn trả lại mặt đường dân sinh 5m, thì mong rằng là trong thời gian tới nhà thầu sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công để có thể hoàn trả được lòng đường trong năm nay, nhằm giúp cho các người dân sinh sống ở bên đường sẽ bớt đi việc khó khăn, tránh được những bụi bặm và việc đi lại sẽ thuận tiện hơn, sẽ không còn những ổ voi ổ gà, vào những mùa mưa thì sẽ bị ngập. Đây là vị trí các đốt bê tông còn cần phải được thực hiện.
cũng như đây là vị trí đốt bê tông còn phải thực hiện cuối cùng. Như vậy hiện nay về mặt thực tế, theo quan sát, chủ đầu tư cùng với nhà thầu đang tiến hành di rời tủ điện vào phía bên trong giáp với tường bao bê tông cốt thép của D để thực hiện hoàn trả lại lòng đường trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị các bạn về dự án này trong các video tiếp theo. Mong quý vị các bạn đón xem. Hiện tại đoạn 3 thì không có gì thay đổi so với các video lần trước. Vì vậy tôi sẽ đi lướt qua để quý vị có thể nhìn thấy một cách tổng quát. Còn tại thời điểm này thì hiện trạng vẫn như các video lần trước đã đề cập. Chưa thấy có bất kỳ dấu hiệu gì về việc sẽ có thi công trong thời gian tới. Tại đoạn 4, cụ thể là đoạn đầu đường rẽ vào đường Lạc Long Quân thì hiện tại vẫn tình trạng vẫn quây tôn, chưa có dấu hiệu về việc thi công trở lại. Còn lại về các đoạn khác trong phần đoạn 4 thì đã được thi công xong từ những đợt trước. Tuy nhiên về việc lắp đặt các hạng mục liên quan thì vẫn còn đang chờ, khi hợp nhất toàn tuyến thì sẽ tiến hành lắp đặt. Như vậy thì về dự kiến thì dự án đã được bắt đầu thi công trở lại và trong vòng từ giờ đến cuối năm sẽ tiến hành thi công đồng loạt trên toàn bộ tuyến. Tuy nhiên thì thực tế có xảy ra như dự kiến đã đề ra hay không thì chúng ta sẽ còn phải chờ đợi trong thời gian tới. Mong rằng trong thời gian tới tiến độ thi công sẽ được tích cực khẩn trương hơn so với những lần trước, để nhằm giải tỏa ùn tắc giao thông cũng như là đảm bảo sinh sống cho các hộ dân xung quanh khu vực mà dự án thực hiện. Sau khi có thông tin về việc thi công trở lại cũng như là về việc hoàn trả lại lòng đường 5m dân sinh, các hộ dân sống xung quanh rất vui mừng và mong rằng nhà thầu sẽ tiến hành triển khai tích cực trong thời gian tới để hoàn trả lại lòng đường trong năm nay. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị các bạn về dự án này trong các video tiếp theo. Mong quý vị các bạn đón xem. Cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành và theo dõi video thời gian này. Nếu quý vị các bạn thấy video này có ích, xin hãy cho kênh một like share để giúp lan tỏa thông tin đến được nhiều người hơn. Nếu quý vị các bạn cần góp ý chia sẻ, xin để lại bình luận phía bên dưới. Và đặc biệt, quý vị các bạn nào chưa đăng ký, xin đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.